Ơi, chào các bạn. Bữa nay thấy chỉ có một mình bạn Phước, và bạn Phước thì có một cái câu hỏi. Trước tiên thì khi mà bạn hỏi các cái phần về chương 2 và chương 3 thì điều đó ngầm hiểu cái ý, có nghĩa là cái chương 1 của bạn đã xong. Và như tôi đã nhấn mạnh trong các cái buổi mà chúng ta online bữa hôm trước đó, thì cái chương 1 là quan trọng. Chương 2 là những cái khái niệm căn bản về lý thuyết tập hợp. Và nó dựa vào chương 1. Rồi chương 3 thì nó là cái ứng dụng về cái ánh xạ ở chương 2. Thế thì bạn có một số vấn đề không hẳn là câu hỏi nhưng mà bạn hỏi chung chung thì tôi cũng chỉ có thể trả lời là tôi trả lời chung chung. Thì bạn có nói là bạn chưa hiểu lắm về phần ánh xạ và quan hệ hai ngôi ở chương 2 và phần bài tập 24 chương 2. Còn cái phần chương 3 nó là cái phần về khai triển nhị thức. Thì về mặt nguyên tắc thì tôi sẽ cố gắng trả lời cho bạn, mặc dù rằng tôi khuyến cáo là nên hỏi cụ thể hơn. Thì cái khái niệm đầu tiên mà ta nói về ánh xạ và quan hệ hai ngôi. Thế thì để khởi đầu bằng cái ví dụ cho nó đơn giản, tức là nếu ta xét đây là tập các số thực là R, và ứng với mỗi một số thực x ta liên kết với nó một cái số thực y, có nghĩa là mỗi một phần tử thuộc về R ta liên kết với một phần tử khác cũng thuộc về R, thì cái sự liên kết như vậy thỏa một số điều kiện nào đó thì cái sự liên kết như vậy ta gọi là ánh xạ. Và như vậy cái ánh xạ F sẽ biến số thực x thành số thực y mà ta viết là y là bằng fx. Ví dụ thông thường ở dưới trung học và đặc biệt là ánh xạ đi từ R vào R thì cái ánh xạ như vậy người ta gọi là hàm số. Chính xác nó gọi là hàm số thực là bởi vì cái miền ảnh của nó là số thực theo một biến số thực, thì cái biến số thực này chính là cái x này, thì nó là hàm số thực theo một biến số thực. Ví dụ thông thường mà chúng ta có hàm số, ví dụ thông thông thường mà chúng ta có hàm số đó là chúng ta cho cái biểu thức xác định x. Ví dụ chúng ta viết là ta xét cái hàm f(x) bằng x bình phương cộng 1, có nghĩa là nó sẽ liên kết với số thực x là bằng một cái số thực y mà là bằng x bình phương cộng 1. Ví dụ nó sẽ liên kết số 1 với số 2, 2 tức là 1 bình phương cộng 1. Nó liên kết số 2 với lại số 5, đó là 2 bình phương cộng 1. Thì đó là khái niệm về hàm số. Tổng quát thì ngay như là ở trong máy tính cũng vậy. Thì trong máy tính các cái chương trình con thì một trong những cái loại chương trình nó gọi là function. Function chính là cái tiếng Anh của cái từ hàm số. Cái chương trình con là function thì nó sẽ có một số các cái biến là argument. Ví dụ như trong trường hợp mình của biến là x. Có nghĩa là dựa trên cái giá trị của x ta làm cái động tác gì đó, cái ta tính được cái y. Rồi sau đó ta return cái y, ta trả về giá trị y.
Như vậy là ứng với một số các cái input là biến, ta trả về một giá trị. Giá trị đó có thể là số, có thể không là số, là cái gì cũng được. Chẳng hạn như là chúng ta nhập vô một chuỗi, x là chuỗi, xong rồi chúng ta trả về cái character đầu tiên của chuỗi đó. Như vậy cái hàm số đó là hàm số đi từ tập các chuỗi vào tập các ký tự, mà nó sẽ trả về cái ký tự đầu tiên. Nhiều cái như vậy. Chẳng hạn như là chúng ta có thể có cái khác nữa, là cái hàm nó nhập vô một chuỗi mà mỗi ký tự là một ký số. Có nghĩa là chẳng hạn như là chúng ta set cái chuỗi 2016. Đây là cái chuỗi mà có 4 ký tự. Đó là ký tự 2, ký tự 0, ký tự 1 và ký tự 6. Đây là chuỗi có 4 ký tự. Mà chúng ta trả về cái giá trị là con số 2016. Vậy thì ánh xạ này là đi từ tập các chuỗi mà mỗi một cái phần tử của chuỗi đó là một ký số, mà chúng ta trả về các tập hợp số là số 2016. Và đó là khái niệm ánh xạ. Ở dưới trung học chúng ta rất nhiều về ánh xạ, theo cái nghĩa là ánh xạ đi từ một tập con của R vào R, mà ta gọi là hàm số, mà tên đầy đủ của nó là hàm số thực theo một biến số thực. Còn ở trong tin học là hàng hà. Một chuỗi, cái hàm length, nó trả về chiều dài của chuỗi đó. Như vậy nó sẽ liên kết cái chuỗi với một số nguyên, cho biết rằng cái chuỗi đó là có bao nhiêu số hạng, vân vân và vân vân. Và đó là khái niệm về hàm số. Rồi, đó là tôi nói về cái khái niệm thứ nhất mà bạn đặt vấn đề ở đây. Khi mà bạn không có câu hỏi mà chi tiết liên quan tới từng phần ở trong tài liệu, thì tôi chỉ có thể nói về cái khái niệm tổng quát của nó là như thế. Rồi, cái khái niệm thứ hai là cái khái niệm về quan hệ hai ngôi. Quan hệ hai ngôi thì thí dụ chúng ta lấy số 5 và số 2, xong rồi chúng ta nói rằng là 5 nhỏ hơn hay bằng 2, mà ta ký hiệu là 5 nhỏ hơn hay bằng 2. Thì khi ta lấy hai phần tử của một tập hợp mà ta liên kết với một mệnh đề, một phát biểu. Mệnh đề là phát biểu mà chân trị của nó là đúng hay là sai. Đây là một phát biểu mà chân trị của nó là sai. False. Mà lấy bất cứ hai phần tử nào của Z, thôi giờ tôi này xin lấy 4 đi nha. 4. Bất cứ hai số nào thì chúng ta cũng đều liên kết được với một phát biểu mà chân trị là đúng hay sai. Hay nói khác đi là hai phần tử chúng ta liên kết với một mệnh đề. Và cái mệnh đề đó nó đúng hay sai tùy thuộc vào các phần tử chúng ta chọn ra. 4 nhỏ hơn hay bằng 2 thì sai, chứ mà 2 nhỏ hơn hay bằng 4 thì đúng. Thì cái đó được gọi là quan hệ, mà quan hệ giữa hai phần tử của Z thì ta gọi đó là quan hệ hai ngôi. Cái quan hệ này là một cái quan hệ hết sức thông thường. Tuy nhiên chúng ta có rất nhiều cái loại quan hệ khác nhau, mà ngay như chính trong cái phần đầu là về mệnh đề, chúng ta cũng có các cái quan hệ giữa các dạng mệnh đề, là hai cái dạng mệnh đề đó có tương đương nhau hay không. Quan hai cái dạng mệnh đề đó, cái này có phải là hệ quả logic của cái kia không? Thì tổng quát nó là như thế.
Ví dụ khác, thay vì chúng ta nói là cái quan hệ là nhỏ hơn hay bằng, thì chúng ta có cái quan hệ là chia hết cho hai. Thì đây với lại là hai phần tử, hai số, chúng ta có một cái mệnh đề. Cái này thì ở dưới trung học thì ta hay ký hiệu là 4-2. Cái này nó chỉ là cái ký hiệu thay thế cho cái câu văn này. À không, xin lỗi, dưới trung học là nó viết như vậy. Nó viết 2 trước 4 sau. Cái quan hệ mà 4 chia hết cho 2, hay là câu khác là 2 chia hết 4, hay là 4 là một bội số của 2, hay là 2 là một ước số của 4, thì tất cả các câu đó là các cái quan hệ hai ngôi mà nó tương đương nhau. X m chia hết cho n, hay là n chia hết m, hay là m là một bội số của n, hay n là một ước số của m, thì tất cả cái đó đều là mệnh đề. Ví dụ trong trường hợp này, 4 chia hết cho 2 thì là mệnh đề đúng. Vậy thì nhắc lại cái ý tưởng, cái ý niệm đó là về quan hệ hai ngôi. Ý niệm về quan hệ hai ngôi đó là ứng với hai phần tử thuộc tập đó, nó cho ra một mệnh đề. Và cái chân trị của mệnh đề đó tùy thuộc vào hai cái đó. Ở trong tin học, những cái quan hệ hai ngôi như vậy rất nhiều. Ví dụ như là lấy hai chuỗi. Chuỗi tức là mạng các ký tự. Câu hỏi rằng chuỗi này có là chuỗi con của chuỗi kia không? Vân vân. Thì ở trong tin học đó, người ta hay gọi nó là các phép so sánh. Các phép so sánh. Nhưng cơ bản nó là quan hệ hai ngôi. Trong toán học thì chúng ta xét quan hệ hai ngôi trên một tập hợp. Còn trong tin học, nó có nguyên cái như tôi đã từng nói, nó có thể là quan hệ hai ngôi giữa hai tập hợp, và thậm chí quan hệ nhiều ngôi giữa các tập hợp, để nó xây dựng ra những cái gọi là cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ, cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ. Đó là hai cái mà nó liên quan tới cái câu hỏi đầu tiên của bạn, là liên quan tới vấn đề ánh xạ và quan hệ hai ngôi. Cái phần sau nó là ở chương 3, thì ta nói sau. Thì ở đây bạn có nói thêm đó là và phần bài tập 24. Đúng không? Bài tập 24 chương 2. Bài tập 24 chương 2. Rồi, bài tập 24 chương 2 này đó, nó là một cái bài tập cụ thể để mà chúng ta tưởng tượng nha. Và dĩ nhiên là ở đây đó là tôi chỉ nói cái ý, rồi sau đó bạn sẽ phải làm tiếp thôi. Rồi bạn mở sẵn cái đó, tại vì tôi dùng chế độ camera. Cái bài 24 này, tức là người ta lấy ơ là tập hợp 4 số 1, 2, 3, 4. Đây là tập ơ. Và chúng ta xét các ánh xạ đi từ ơ vào ơ. Ánh xạ F và G. Thì như cái ý tưởng lúc nãy chúng ta nói, ánh xạ thì nó sẽ biến phần tử thuộc tập này thành phần tử thuộc tập này. Và trong trường hợp này nó hữu hạn, cho nên người ta cho bằng cái bảng. Dòng đầu là giá trị của x và dòng thứ nhì là fx. Như vậy có nghĩa là nếu x bằng 1 thì fx bằng 2. Hay nói khác đi, cái ánh xạ này biến số 1 thành số 2. Rồi gì nữa? Là
ánh xạ F biến số 2 thành số 1. Ánh xạ F biến số 3 thành số 4. Và ánh xạ F biến số 4 thành số 3. Rồi đó là cái ánh xạ F. Bên cạnh đó chúng ta có cái ánh xạ G. Ánh xạ G thì biến số 1 thành số 3. Như vậy ánh xạ G biến số 1 thành số 3. Biến số 2 thành số 1. Tức là biến số 2 thành số 1. Rồi biến số 3 thành số 2. Biến số 3 thành số 2. Rồi biến số 4. Biến số 4. Biến số 1 thành số 3. Biến số 2 thành số 1. Rồi biến số 4 thành số 4. Rồi và như vậy chúng ta có cái ánh xạ G. Ánh xạ G. Thì nhìn đến đây chúng ta sẽ thấy ngay ánh xạ này, hai ánh xạ F và G này đều là song ánh. Song ánh là gì? Thì phải coi lại phần lý thuyết. Song ánh có nghĩa là đơn ánh và toàn ánh. Đơn ánh là gì? Đơn ánh là hai phần tử khác nhau, có ảnh khác nhau. Chính xác. Ánh xạ F hay G gì cũng vậy, nó biến hai phần tử khác nhau thành hai phần tử khác nhau. Toàn ánh là gì? Toàn ánh là khi mà mọi phần tử thuộc tập sau đều phải là ảnh của ít nhất một phần tử nằm trước. Ở đây chúng ta sẽ rất rõ, các phần tử này đều là ảnh của cái nào đó qua F và G. Vậy, ánh xạ F và G đều là song ánh. Nếu ánh xạ là song ánh, thì nó sẽ có ánh xạ ngược. Ánh xạ ngược của ánh xạ F là gì? Là nếu F biến phần tử này thành phần tử kia, thì ánh xạ ngược của nó sẽ biến phần tử kia thành phần tử này. Nghe không? F biến cái này thành cái này, thì ánh xạ ngược biến cái này thành cái này, ngược lại. Ví dụ, ánh xạ F biến 1 thành 2, vậy ánh xạ ngược của nó biến 2 thành 1. Biến 2 thành 1, thì ánh xạ ngược biến 1 thành 2. Ánh xạ F biến 3 thành 4, ánh xạ ngược biến 4 thành 3. Ánh xạ F biến 4 thành 3, ánh xạ ngược của nó biến 3 thành 4. Và đó chính là cái kết quả đầu tiên. Và chúng ta thấy rằng cái ánh xạ F trừ 1 này cũng chính là ánh xạ F, nhưng không sao cả. Một ánh xạ và nó bằng với ánh xạ ngược của nó, không có vấn đề. G thì sao? Ánh xạ G biến 1 thành 3. Vậy thì ánh xạ ngược của nó biến 3 thành 1. Tương tự như vậy. Vậy thì ánh xạ G biến 1 thành 2. Biến 2 thành 3. Biến 3 thành 1. Và biến 4 thành 4. Và đó chính là cái kết quả trên bảng. Rồi sau đó ánh xạ G tròn F tròn G. Ánh xạ F tròn G chính là cái ánh xạ hợp. Ánh xạ hợp có nghĩa là gì? Có nghĩa là F tròn G, vậy thì là ánh xạ G đi trước. Ánh xạ G biến phần tử này thành phần tử này. Rồi sau đó ánh xạ F biến phần tử này thành phần tử này. Vậy thì ánh xạ hợp của nó sẽ là biến cái đầu thành cái cuối. Ví dụ ở đây chúng ta xét ánh xạ F. Xin lỗi, F tròn G. Tức là cái này là đi từ ơ vào ơ, ánh xạ G trước, rồi sau đó ánh xạ F biến ơ thành ơ. Vậy thì cái ánh xạ hợp nó sẽ đi từ đầu qua cuối, và ánh xạ này là F tròn G. Rồi, ví dụ, ánh xạ G biến phần tử 1, ánh xạ G biến phần tử 1 thành phần tử 3. Rồi ánh xạ F biến phần tử 3 thành phần tử 4. Vậy thì cái ánh xạ F tròn G biến phần tử 1 thành phần tử 4. Và đó là cái kết quả ở trong bảng. Tương tự như vậy cho các phần tử còn lại. Tương tự như vậy cho G tròn F. Tương tự như vậy cho G tròn F rồi lấy ánh xạ ngược. Rồi tương tự như vậy cho ánh xạ F trừ 1 tròn G trừ 1.
Rồi, và đó là một cái số ý liên quan tới nửa đầu cái câu hỏi của bạn. Tức là bạn nói là bạn chưa hiểu lắm về phần ánh xạ và quan hệ hai ngôi và cái bài tập 24 chương 2. Rồi, đó là cái đầu tiên tôi trao đổi với bạn. Rồi, cái phần này như vậy là ok chưa? Rồi bạn xước chú ý nha, là chúng ta có một cái cửa sổ để mà trao đổi với nhau. Thì bạn phải chú ý cái cửa sổ đó. Chẳng hạn như là cái cửa sổ đó thì lúc đầu tôi có chào không thấy ai chào lại. Nha. Tại vì đối với tôi thì tôi có thể trao đổi với các bạn thông qua tiếng nói, thông qua màn hình. Nhưng mà các bạn thì chỉ có thể liên hệ với tôi thông qua hai cửa sổ. Cửa sổ thứ nhất là cửa sổ giải đáp mà bạn đã gửi câu hỏi. Và cái cửa sổ thứ hai là cửa sổ trao đổi thảo luận, có nghĩa là trong những lúc làm như vậy chúng ta có cái vấn đề gì chỉnh qua chỉnh lại. Chẳng hạn như bạn đặt câu hỏi thì tôi đã trả lời rồi và tôi muốn biết và tôi đang chờ là bạn reply cho tôi biết là như vậy ok chưa hay là còn phát sinh điều gì, thì chúng ta có một cái cửa sổ, bạn kiếm cái cửa sổ đó. Đó, rồi tôi đã nhận được cái reply của bạn là Phước rồi. Và nhớ là khi mà bạn để ý thấy đó, là thí dụ như là khi bạn hỏi chung chung như vậy thì tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Tức là cái vấn đề về cái ý nghĩa của cái ánh xạ và quan hệ. Còn ngoài ra nữa thì chúng ta có thể coi kỹ lại các cái phần mà định nghĩa cũng như các tính chất của nó trong đó. Rồi, bây giờ cái phần thứ ba là bạn hỏi cái phần còn lại, câu hỏi của bạn là cái phần về khai triển nhị thức ở trong chương 3. Chương 3. Rồi. Trong cái phần mà khai triển nhị thức trong chương 3 này đó, thì đây là người ta đưa ra một cái ứng dụng của giải tích tổ hợp trong cái công thức khai triển nhị thức. Người ta mới xét đây là một cái ứng dụng của giải tích tổ hợp trong công thức khai triển nhị thức, và chúng ta có cái định lý, đó là định lý 3.1. Cái định lý 3.1 này nó nói rằng là A1 cộng A2 cộng cho tới AK, tức là cộng K số mà mũ N thì là bằng cái tổng mà chúng ta lấy trên các cái A1, N1, A2, N2, AK, NK là cái tích. Trong đó N1, N2, NK là các số nguyên lớn hơn hay bằng 0, tức là các số nguyên không âm mà có tổng lại bằng đúng N. Thì mỗi một số hạng như vậy nhân cho cái P, tức là cái số hạng mà chúng ta ký hiệu ở trên, tức là P nó là cái nằm ở trước. Thì ký hiệu P đó chính là số những cái N1, N2, NK. Số những cái N1, N2, NK mà tổng lại là bằng N, đại loại kiểu như vậy. Tức là
số những cái mà lấy N1, N2, NK. Mà một trường hợp đặc biệt thì chúng ta biết rằng cái này nó chính là cái công thức khai triển nhị thức của Newton, tức là nó nằm trong cái công thức thứ nhì là định lý 3.2. Định lý 3.2. Thì cái ý tưởng mà ta dùng cái giải thích tổ hợp trong đây thì được giải thích như sau. Tức là chúng ta xét cái A1 cộng A2 cộng cho tới AK rồi mũ N. Có nghĩa là chúng ta lấy A1 cộng A2 cộng cho tới AK rồi lại nhân cho cái nó A1 cộng A2 cộng cho tới AK. Nhân như vậy lại nhân tiếp tục A1 cộng A2 cộng cho tới AK. Mà cái nhân này nè là chúng ta nhân N lần. Vậy thì khi mà nhân như vậy thì nếu chúng ta nhân khai triển tuốt nước ra thì nó sẽ là tổng của nhiều số hạng. Mà trong đó là gì? Là trong cái tổng đầu tiên này chúng ta lấy ra một cái A. Ta gọi là cái A đầu tiên, tức là cái A nào đó lấy trong cái đống này. Nhân cho trong cái thứ nhì chúng ta lại lấy ra một cái A nào đó. Nhân cho cái cuối cùng trong đống này chúng ta lại lấy ra một cái A nào đó. Thì cái A này có thể là A1, A2 cho tới AN. Cái A này cũng có thể là A1, A2 cho tới AK. Vậy cái số hạng này thì chúng ta biết rằng nó sẽ có những cái A mà cùng là A1. Thì những cái A mà cùng là A1 đó thì nó sẽ là bằng A1 mũ N1. Rồi những cái A trong đây có thể là A2. Như vậy nó sẽ nhân cho cái A2 mà N2, tức là số lần A2 xuất hiện, cho tới cái AK mũ NK. Mà những cái số hạng nào mà đều có những cái A1 mũ N1, A2 mũ N2, AK mũ NK thì ta có thể gom chung lại thành một số hạng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu cái số hạng như vậy? Có bao nhiêu cái số hạng mà sau khi nhân với nhau ra thì nó có cùng một giá trị? Thì cái đó chính là cái ta dùng cái công thức trước, mà nó chính là cái PN1 cho tới NK. Và như vậy chúng ta sẽ lấy tổng của những cái đó. Và đó chính là cái công thức mà khai triển nhị thức tổng quát. Cụ thể hơn thì tôi sẽ làm trường hợp K bằng 3 và N là bằng 3 luôn đi, cho nó dễ để bạn tưởng tượng. Ví dụ A1 cộng A2 cộng A3 nhân cho A1 cộng A2 cộng A3 rồi lại nhân cho A1 cộng A2 cộng A3. Vậy thì nó sẽ là bằng cái gì? Nó sẽ bằng là lấy một số hạng ở đây, nhân với một số hạng ở đây, rồi nhân cho một số hạng ở đây, và nó lấy tất cả rồi cộng lại. Ví dụ, số hạng đầu tiên có thể là A1. Số hạng thứ nhì có thể là A1. Số hạng thứ ba có thể là A1. Rồi cái đầu tiên là A1, cái thứ nhì là A1, cái thứ ba có thể là A2. Như vậy là A1, A1, A2. Số hạng đầu tiên là A1, thứ nhì là A1, cái thứ ba có thể là A3. Như vậy là cộng cho A1, A1, A3. Sau đó số hạng đầu là A1, số hạng thứ nhì có thể là A2. Vậy thì chúng ta sẽ có nó cộng cho A1, A2, A1, cộng cho A1, A2, A3. Rồi, gì nữa?
Như vậy số hạng đầu là A1 và thứ nhì là A2 thì có cái này. Rồi lại số hạng thứ đầu là A1, cái thứ nhì là A3. Như vậy là A1, A3, A1, A1, A3, A2. À xin lỗi, cái này còn thiếu cái A2. Làm lại nha. Số hạng đầu là A1, thứ nhì là A1. Vậy thì thứ ba có thể là A1, có thể là A2, có thể là A3. Số hạng đầu là A1, số hạng thứ nhì là A2, cái thứ ba có thể là A1, có thể là A2, có thể là A3. Số hạng đầu là A1, số hạng thứ nhì có thể là A3. Và lúc bấy giờ cái thứ ba có thể là A1, A2, A3. Rồi tiếp tục, số hạng đầu là A1. Thì tương tự như vậy, số hạng đầu có thể là A2. Như vậy chúng ta sẽ có một cái ba dòng như vậy. Rồi số hạng đầu có thể là A3. Nhưng nếu nhìn vô đây thì chúng ta thấy là thí dụ, có phải là số hạng này và số hạng này có thể chúng ta gom chung là một không? Số hạng này cộng với số hạng này thì hai số hạng này chẳng qua chỉ là A1 bình phương nhân A2. Và như vậy cái mũ này nè, nếu chúng ta viết dưới dạng là A1 mũ N1, A2 mũ N2, A3 mũ N3, thì trong trường hợp này N1 là bằng 2, N2 là bằng 1 và N3 là bằng 0. Tổng lại vẫn cứ là 3. Dĩ nhiên các bạn có thể thấy số hạng A1, A1, A2 tức là cái này, hoặc là số hạng A1, A2, A1 tức là cái này, hoặc là số hạng A2, A1, A1 thì tất cả cái này là giống nhau. Và vì vậy cho nên nếu khai triển ra mà gom lại thì không ai viết như vậy, mà họ sẽ viết ba cái này là 3 lần A1 bình phương nhân A2. Và cái số 3 này này chính là cái con số P mà chúng ta nói ở trong cái công thức khai triển nhị thức. Rồi, đó là cái ý tưởng liên quan tới cái phần sau của câu hỏi của bạn, tức là cái phần khai triển nhị thức ở trong chương 3. Rồi. Rồi, phần này như vậy là được chưa? Rồi cái phần tôi nói như vậy liên quan tới câu hỏi phần thứ nhì của bạn Phước. Thì tôi nói như vậy bạn Phước nắm được cái ý chưa?
Ok. Bây giờ bạn Phước thì lại có một câu hỏi kế tiếp. Bạn nói là định lý 3.2. Định lý 3.2 này, khi nào mình sử dụng nó? Cái công thức khai triển nhị thức Newton này đó là cái công thức mà chúng ta dùng dùng đã dùng ở dưới trung học là cực cực kỳ nhiều đấy nha bạn. Cái này á được được gọi là hằng đẳng thức, tức là tổng hai số mà lũy thừa là hằng đẳng thức. Mà cái hằng đẳng thức này đó thì trong trường hợp n bằng 2 hay là n bằng 3, tức là hai trường hợp đặc biệt như vậy, thì ở dưới trung học gọi là hằng đẳng thức đáng nhớ, có nghĩa là chúng ta thuộc lòng luôn, không có không 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 có biết cả cái dạng này. Thì cái này là cái mà dùng cực kỳ nhiều đó nha bạn, chú ý kỹ thì tôi giải thích rõ thêm. Thì cái công thức này đó nó có dạng là A cộng B mũ N là bằng sigma CNK A mũ N trừ K B mũ K, với K thay đổi từ 0 cho tới N. Thì cái này là cái tổng hữu hạn mà bạn có thể đối chiếu coi lại ở trong cái phần về giáo trình về về giải tích. Điều này có nghĩa là chúng ta lấy từng giá trị của k thay đổi từ 0 cho tới n thế vào đây. Vậy thì nó sẽ là bằng k đầu tiên là k bằng 0, thì cái này nó sẽ là cn0 a mũ n trừ 0 b mũ 0 cộng số hạng kế tiếp là k bằng 1, thế vô thì nó sẽ là cn1 a mũ n trừ 1 b mũ 1, cộng tiếp tục như vậy cho tới số hạng cuối cùng là k bằng n, thì cái này nó là cnn a mũ n trừ n b mũ n. Thế thì ở đây nè, chúng ta để ý nhìn vô đây, thì ở dưới trung học người ta làm như sau. Người ta xét cái này trước. Cái này tức là A mũ N. Cái này tức là A mũ N trừ 1 thì B mũ 1. Rồi tiếp tục là A mũ N trừ 2 thì B bình phương. Kéo dài như vậy. Vì vậy cho nên ví dụ nếu chúng ta lấy A cộng B mũ 3 thì cái số hàng đầu sẽ là bằng A mũ 3, rồi A giảm xuống là mũ 2 thì nhân B, A mũ giảm xuống là AB bình phương, rồi giảm xuống nữa thì chỉ còn lại là B3. Đó là cái đầu tiên. Sau đó thì mỗi một cái này chúng ta sẽ nhân thêm với một hệ số. Cái hệ số này thì có nhiều cách. Một trong những cách người ta làm đó là tam giác Pascal ở dưới trung học. Có nghĩa là cái tam giác mà cái cột đầu tiên là gồm toàn số 1, trên đường chéo gồm toàn số 1, và số hạng ở dưới thì là bằng tổng hai số hạng trên. Số hạng này là 1 cộng 2 là 3, 2 cộng 1 là 3. Số hạng này là 1 cộng 3 là 4, 3 cộng 3 là 6, 3 cộng 1 là 4. Cái dòng đầu này nè là n bằng 0, n bằng 1, n bằng 2 và cái này là n bằng 3, là cái mà chúng ta đang làm ở đây. Vậy thì các hệ số của khai triển mũ 3 là 1, 3, 3, 1. Vậy thì cái này là 1, cái này là 3, cái này là 3 và cái này là 1. Lấy tổng lại. Và nó chính là cái hằng đẳng thức mà chúng ta dùng, dưới trung học dùng nhiều quá cho nên người ta đề nghị thuộc lòng luôn.
và ta gọi là hằng đẳng thức đáng nhớ. Đó là A cộng B mũ 3 là bằng A mũ 3 cộng 3A bình phương B cộng 3AB bình phương cộng B mũ 3. Mũ 4 thì sao? Nếu cái này mà mũ 4 thì đó là A mũ 4, A mũ 3B, A mũ 2B2, AB3 rồi B4. Và các hệ số của nó là 1, 4, 6, 4, 1. Thì cứ làm y hệt như vậy. Thì đó là cái công thức khai triển nhận thức. Nếu các hệ số mà chúng ta làm bằng tam giác Pascal, thì lỡ mà chúng ta lấy A cộng B mũ 10, thì ta phải vẽ cái tam giác này cho tới 10 dòng. 50 thì phải vẽ 50 dòng. Vì vậy cho nên ở đây là người ta có cái công thức để tính, đó là bằng giải tích tổ hợp. Có nghĩa là cái mũ N thì các số hạng của nó lần lượt là từ CN0 kéo dài cho tới CNN. Đó, và đó là cái bạn muốn nói là khi nào thì dùng định lý đó. Thì khi nào mà chúng ta cần phải lấy lũy thừa của một tổng số, thì muốn biết là cái tổng số đó mà khai triển ra nó ra cái gì thì phải dùng công thức này. Mà ở dưới trung học, các trường hợp đặc biệt N bằng 2, N bằng 3, người ta gọi là đáng nhớ. Còn những trường hợp lớn hơn thì người ta làm theo cái lối như vừa rồi. Tức là các hệ số của nó, tức là khai triển theo kiểu như vậy, và các hệ số là dùng từ tam giác Pascal, hoặc là như trong trường hợp này là dùng các hệ số tổ hợp. Ha. Đó là câu hỏi của bạn. Rồi, ok. Rồi, đó là cái câu hỏi của bạn Phước. Tuy nhiên thì tôi không rõ là bạn đã làm tới đâu, nhưng mà tôi khuyến cáo là bạn liếc qua như vậy, nhớ coi phần bài tập. Tại vì nếu mà bạn đã tới được cái chương 3 như vậy thì coi như gần hết chương trình rồi đó nha. Tuy nhiên tới đâu nên làm bài tập tới đó. Chúng ta chỉ có cả thầy là 4 chương thôi. 4 chương mà bạn đã coi tới cuối chương 3 rồi. Cho nên là chú ý chịu khó ha. Chứ còn đọc và hỏi như vậy là tốt. Rồi, các bạn khác còn có câu hỏi nào không? Và thông qua cái này thì thứ nhất, các câu hỏi của bạn Phước thì được chứ chưa phải là các câu hỏi tốt. Tức là các câu hỏi của bạn Phước nó cũng mới chỉ có ý nghĩa, tức là bạn lướt sơ qua, rồi có một số cái mà bạn có cảm giác là chưa quen thì bạn hỏi. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên đi vô cụ thể nha, nên đi vô cụ thể. Đi vô cụ thể, và đặc biệt là gì? Các bạn có thể hỏi trong phần giáo khoa, chúng ta có rất nhiều ví dụ. Trong phần bài tập thì chúng ta lại có nguyên cái file lời giải. Có nghĩa là chúng ta tự làm rồi chúng ta so sánh lời giải, chúng ta đối chiếu lại, và có những cái chỗ nào chưa rõ là chúng ta đều có thể hỏi. Vẫn nên đi sâu vô chi tiết thì nó mới trở thành kiến thức của mình được.
Rồi. Các câu hỏi của bạn Phước thì tôi đã nhận xét như vừa rồi, tức là bạn hỏi như vậy là cũng đã khá xa rồi, tức là coi như cũng thuộc loại là gần hết chương trình rồi. Vì vậy cho nên bạn Phước nên nên rà lại nhé. Bắt tay vô làm bài tập đi. Lúc nãy bạn có hỏi bài tập 24 chương 2 thì tôi cũng không hiểu là các bài tập khác là bạn đã làm chưa, coi chưa. Và coi chừng nhé, những cái đáp số trong đó là có thể chính xác hoặc không đó, chứ không phải là các bạn cứ mở file lời giải ra bạn đọc rồi xong. Và vì vậy cho nên là đối với bạn Phước thì là như vậy, và cũng nhân tiện đây đối với các bạn khác thì tôi nhấn mạnh lại các bạn đó, là cái buổi online của mình đó, là chủ yếu là gì, chủ yếu là như các cái tựa của các cái cửa sổ đó, đó là trao đổi, thảo luận, giải đáp. Vì vậy cho nên các bạn phải có cái đặt ra, thì khi đó các bạn online nó mới có ý nghĩa, nó mới có lợi cho các bạn. Chứ nếu các bạn online chỉ là đúng giờ quy định, các bạn lên giống cần giống như là đi học tại lớp thì mình có mặt để điểm danh chẳng hạn, thì cái đó là cái mà hoàn toàn không có lợi. Và như tôi đã quy ước, tức là nếu các bạn không có câu hỏi, hoặc là nếu mà chúng ta hoặc là còn thời giờ, thì tôi sẽ tóm lại một số các cái ý. Thì trong các phần trước thì tôi đã tóm gần xong chương đầu, và do đó thì tôi cũng muốn ngừng lại để cho các bạn có thời giờ làm bài tập và hỏi thêm. Và do đó thì không có câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Và các bạn chú ý, nên làm sẵn, nên coi sẵn trong tuần có những cái vấn đề gì chúng ta liệt kê ra, để rồi đến cái buổi online thì các bạn nhập danh sách câu hỏi cho tôi, thì khi đó tôi sẽ sắp xếp câu hỏi và tôi trả lời. Như bữa nay thì bạn Phước nhập câu hỏi trước rất tốt, dĩ nhiên câu hỏi chưa đi sâu vào cụ thể lắm, nên đi sâu cụ thể hơn, hỏi chi tiết từng cái đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ các bạn mới có thể tốt được.